Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Em xin chào anh Phi Lâm nha. Thì hiện tại em đang đi trên đường Cao Đạt nè. Hướng này là về cầu Chữ Y. Chào Vinh Phương. Chặt dê hả? Lẩu dê. À, hủ tiếu dê đúng không? Có thỏ hả? Thỏ nó hỏi hoài vậy. Thỏ đâu mà hỏi hoài vậy? Lâu lâu có em alo thôi. À, đi vòng chơi. À, em chào anh Phi Lâm nha. Chào cô chú anh chị bạn. Thì hiện tại em đang đi trình Cao Đạt đây. Thì hướng này thì mình sẽ đi về cầu Chữ Y và sẽ đi đến con hẻm 188 Cao Đạt ha, để gợi nhớ đến số hình ảnh về kỷ niệm xưa cho mọi người xem nha. Hồi nãy đi ngang đó là con của chú Tám Lẩu, bán lẩu nổi tiếng ở khu vực này. Cái hẻm 188 đó thì hẻm đó là hẻm cùng. Nay mình đi đến hẻm 188. Hẻm 188 thì đối diện hẻm là cái đường vô chợ. Đường vô chợ có chùa Thiện Mỹ, chợ Cao Đạt nè. À, đây là đầu hẻm. Đầu hẻm có cái anh bán dừa em hay mua. Không biết anh nhà là nhà nào, nhưng mà em sẽ đi tới cuối hẻm để anh nhìn cho rõ ha. À, bên tay trái mình thì có quán cà phê. Rồi kế bên đó thì có căn nhà cũng cũ rồi, cũng lâu rồi nè. Đó, giờ mình đi vô hẻm nha. Rồi trước nữa mình sẽ đi từ cái hẻm đó đi ra Trần Bình Trọng luôn. Đó. Đây là vô hẻm 188 đây. Hẻm này là hẻm cùng thì rất là vắng. Ngay chỗ này có cái ngã ba để đi lên đường Trần Bình Trọng. Ngã ba này lên đường Trần Bình Trọng thì phải. Mình đi cứ đi cuối hẻm để anh nhìn rõ hẻm của mình nha. Nhà này thì đang sửa chữa. Nói là đi đi thẳng vô hẻm một vòng hẻm. À, đây cuối hẻm là cái nhà spa. Rồi tới đây là hẻm cùng rồi. Rồi chắc mình quay trở ra thôi. Biết nhanh là nhà nào, có thể là nhà cũ này hết ta. Nhà này kiến trúc xưa nè. Đây thì có mấy cây mai tứ quý. À, bây giờ mình sẽ đi lên đường Trần Bình Trọng nha. À, Trần Bình Trọng thông qua con hẻm ở đây mấy hẻm nó thông nhau hết. Hôm nay thì ra cái hẻm cùng.
buổi trưa nên mọi người ngủ trưa hết rồi. Mọi người thấy rất là yên tĩnh. Cái hẻm này có người bán đồ ăn sáng. Mình qua cái hẻm này là hẻm 204 á. Hồi nãy là 188. Thì sau lưng mình là cái đường Cao Đản á. Rồi nếu mình quẹo trái đây thì lên cái đường Trần Bình Trọng nữa. Ủa, có anh ta ở trên này. Nhà 204 này nhà cô giáo nè, cái nhà mà hai em hay vô chỉnh cái máy tính cho cô đây nè. Có thể là hẻm này. Ô, cô cho hỏi cái hẻm này tới Trần Bình Trọng không cô? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô. Cô làm cú kiệu hả? Giờ mua nhiêu ký cô? À, cô mua 65. 65 ngàn. À, bây giờ hỏi vòng vòng cũng khoảng 60. À, tầm giá 60, 65. Cảm ơn cô. Bây giờ Tết thì mọi người chuẩn bị trang trí Tết. Ngày làm củ kiệu, làm mứt, mua trái cây. Trái cây rồi sơn nhà, sửa nhà. À, đây cũng có người sửa nhà đây, sơn nhà đây, xây nhà để họ đón Tết. Rồi cái hẻm này là mình ra cái đường Trần Bình Trọng. Rồi giả sử như mình đi Trần Bình Trọng thì ra nhà thờ đi lễ thì quẹo phải đến nhà thờ Chợ Quán. Còn nhà thờ Mai Khôi thì mình đi ở phía đầu hẻm 188 lúc nãy á. Sẵn đi một vòng cho bà con cô chú mình nhìn hình ảnh ở Sài Gòn luôn nha. Còn cái video mà làm về cái nhà giáo xứ Mai Khôi á thì chắc có lẽ chắc hẹn anh Phi Lâm trong cái video sau nha. Cái video này thì mình sẽ đi đến cái hẻm 188 và cái đường hẻm để thông ra Trần Bình Trọng để kết thúc cái video. Thì chúng ta sẽ đi một tí xíu nữa về cái hình ảnh ở ngã tư Trần Bình Trọng và Trần Hưng Đạo. À, đây có cửa hàng photo nè. Bên kia đường là cái nhà mồ của Trương Vĩnh Ký, nhà thơ, ở nhà văn, nhà báo Trương Vĩnh Ký. Rồi kế đến là cái hội thánh, ở cái nhà thờ Chợ Quán, rồi tu viện nhà thờ Chợ Quán. Còn cái giáo xứ Mai Khôi á, thì ở trong cái chợ Cao Đạt, chợ nhỏ đó. Còn cái tu viện của giáo xứ Mai Khôi thì nằm ở Tú Xương. Thì hy vọng là sẽ gửi một số thông tin để cô chú anh chị mình có thể hình dung và ôn lại kỷ niệm xưa nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha.
nhìn lại đường Trần Hưng Đạo hướng này về Chợ Lớn nè. Nhìn xe cộ rất là tấp nập.